Xin chào em, tôi là Tô Cúc, và xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô Cúc và Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, hôm nay thì em muốn lên sóng quay báo giá review quý anh chị bạn mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc. Vâng, trước mặt màn hình nhỏ quý anh chị bạn mẫu Hyundai Avante với form dáng thẩm mỹ của em này, nó rất là đẹp luôn quý anh chị bạn nhá. Thì em nó mang nước sơn màu đen. Đấy, màu đen trông rất là lịch sự và sang trọng. Thì em này được sản xuất năm 2016 với phiên bản lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.6 số sàn. Đấy, thì em này thì đâu đó thì khi mà mua đấy thì bác chủ bác bảo là anh mua từ mới đấy, có nghĩa là một chủ từ mới quý anh chị bạn nhá. Hệ thống đèn chiếu sang chính, những cái phần nắp mặt nắp capo của em nó các bác này, nhìn nó cực kỳ là ok luôn, cả những cái đường gân xe hay những cái điểm nhấn điểm nhá của nó đấy, cái dòng xe Hàn nhìn nó rất là đẹp các bạn. Hệ thống đèn chiếu sang chính của nó vẫn là đèn halogen kết hợp với một dải đèn bi, đèn led ở dưới các bác nhá. Đấy, trông nó cực kỳ là bắt mắt luôn. Đấy, kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm. Biển thì hiện tại em nó mang biển tư nhân Hải Phòng này, 15A03471. Hệ thống la răng đúc bốn bánh này, lốp dép em này mới là khoảng tầm 80% các bạn. Các bác đi thoải mái 1.5-2 năm nữa các bác thay một lốp mới đi thì cực kỳ ok, hết bài luôn quý chị bạn nhá. Thế thì em này đang kiểm dài tận tháng 3 năm 2023. Đấy, tổng thành sơn si bên ngoài này, nói chung là sơn si tổng thành bên ngoài thì em này cũng chưa được dọn dẹp, cũng như hệ thống gọi là sơn si chưa được đánh bóng, trên nhìn nó vẫn còn hơi kiểu là sần sần một chút các bác nhé. Hôm nay thì các bác mua về có thể mình đánh bóng lại một chút thôi là sơn nó bóng lộn ngay. Và sơn zin em này còn đến tầm 85% các bác. Đấy, tất cả phần cản phía trước, phần cản bavole phía trước, lưới tản nhiệt phía trước nối với phần thân vỏ các bác này, nó chưa hiện tượng méo mó sau này cả, ngay cả phần nắp capo cũng thế. Từ những cái mắt tay đèn của nó này, nó cực kỳ đều khít nhau luôn. Đấy, em này nó có hệ thống gọi là xi nhan tích hợp chân gương, là dập đúng con bánh, có tích hợp hệ thống gọi là phanh ABS khí đầy đủ quý chị bạn nhé. Tổng thành sơn zin bên ngoài em nó này, nó chỉ bị một chút sơn thôi, cái này các bác có thể mua về đánh bóng lại, cái này hoàn toàn rất là đẹp luôn. Và trang bị cho mình đầy đủ hệ thống 4 cảm biến lùi phần phía sau các bác nhé, hỗ trợ các bác nào mà lái mới. Đấy, mình đi thì trong ở trong nó có phần cảnh báo âm thanh. Đấy, bác mà lùi sát sát cách khoảng tầm 1-1.5 mét là nó báo tiếng động cảnh báo rất là nhanh luôn. Đấy, hệ thống đèn chiếu sáng sau của nó này, cụm đèn sau nó cũng tương đối là phong cách và mới mẻ, trông rất là đẹp quý chị bạn nhé. Em này nó lên cho mình bộ đuôi gió thôi. Đấy, bộ đôi gió bằng nhựa cứng mà sau thời gian 5 tháng sử dụng thì nó hao mòn của nó, vậy vỡ một chút nữa, gọi là hai bên thành của phần đuôi gió này. Đấy, nói chung là phần này độ thêm thôi, nó là phần vật thể bên ngoài con xe chứ không phải là ăn liền với phần con xe, nên là các bác mua về có thể hoàn toàn trang bị cho mình cái đuôi gió mới. Đấy, ngoài thứ cản phía sau của bác của nó các bác này, nó rất đều khít xe luôn. Đấy, và hiện tại chiếc Hyundai Avante đời 2011 với cái bản Việt Nam, động cơ 1.6 số sàn này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 248 triệu các bác nhé, tư nhân một chủ từ mới. Đấy, dòng sedan phân khúc hạng C cực kỳ là rộng rãi, form dáng thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn nó tổng quan phần khoang nội thất của nó này các bác này, hệ thống ghế đó bọc lớp ghế da, đấy hoàn toàn chưa hiện tượng nhàu nát gì cả, cũng như là ghế trông rất là ok luôn các bạn. Hiện tượng ghế này người ta dùng rất ít cho nên là nó không bị nún phần ghế xuống, cũng như chưa xuất hiện một vết nào chảy xước cả và rách thủng rách cả. Còn về mặt tabli của nó các bác nhé, mặt tabli cũng như là phần keo chỉ bên cánh bên phía sau bên lại bên phụ là các bác này, toàn bộ hệ thống keo chỉ của nó còn nguyên zin này, mặt tabli tất cả mọi thứ bọc bao da này cũng như phần tất cả phần da phần nhựa nó đều còn nguyên bản theo xe, chưa thay thế phụ tùng phụ kiện nào cả. Cái này thì các bác mua về có thể xịt mình mang gara người ta vệ sinh các bác bổ dưỡng nữa, ta xịt lên những cái mặt tabli phần nhựa đen nhựa chết của nó ấy, thì nó sẽ sáng bóng sạch sẽ như xe mới luôn các bác nhé. Đây còn nước xanh nước làm mát của trong xe đây ạ. Đấy, người ta rất cẩn thận luôn, đi thiếu nước đâu là tự xuống kiểm tra và thêm nước được trực tiếp luôn các bác nhé. Thế còn về hệ thống mặt tabli cánh bên phụ các bác nhé, tất cả mọi thứ này nó đều còn nguyên bản theo xe. Cơ bản nhất là phần hệ thống keo chỉ của nó này, có va chạm có đâm đụng hay không. Đấy, thì các bác hãy quan sát phần keo chỉ nó hoàn toàn là còn nguyên zin các bác nhé. Em cái mẫu gọi là tư nhân một chủ từ mới này, ở đây đi cực kỳ là giữ gìn, hai hàng ghế đằng trước cũng thế các bác này, nó cực kỳ là ok luôn. Chưa nó xuất hiện một vài vết gọi là vết nhàu thôi, chứ hoàn toàn là chưa có hiện tượng thủng rách nào cả, đây có một vài vết vỡ vết da này thôi. Đấy, thế mọi thứ phần ốc bản lề của nó đều còn nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá, chưa hiện tượng sơn zin gì lại cả. Đấy, mọi thứ dường rất ổn áp ok. Khoang nội thất thì sạch sẽ các bạn, khoang nội thất là sạch sẽ. Có dòng Hyundai Avante thì em cam kết bác 100% là mẫu xe gia đình chuẩn đi lại, không mâu chút tắc gì dịch vụ gì. Có chăng thì người ta mua về đá đưa một chút, gọi là dịch vụ đưa đón những anh em hàng xóm bên quạnh xung quanh nhà, người ta đi đâu đó cũng không có việc thì người ta nhờ là người ta chở thôi.
Thì riêng về phần màn hình giải trí của em này, nó màn hình nguyên bản các bác nhá. Màn hình nguyên bản của dòng Hyundai Avante này thì nó chỉ có cổng cổng nối thẻ nhớ mà hệ thống gọi là USB, cũng như hệ thống gọi là đầu đĩa DVD rồi ạ. Tất cả hệ thống cột kẹo ôn nhựa ốp cột nó các bác này, vân sần nổi rất là đẹp luôn, cực kỳ là ok. Và hệ thống túi khí của nó có một túi khí an toàn tích hợp bên vô lăng. Trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhé, trần nỉ nguyên bản theo xe, mỗi xe chuẩn tư nhân gia đình đi lại người ta giữ gìn trần nỉ lúc nào sạch sẽ và đẹp các bạn. Hệ thống tay phanh cũng như là củ số của nó đây, nét căng luôn các bác nhé. Đấy, tổng quan con xe phải nói rất là đều đẹp luôn. Hệ thống điều hòa của nó điều hòa cơ các bác ạ, điều hòa cơ. Đấy, còn về hệ thống keo chỉ bên lái thì sao các bác này, em sẽ quay luôn hệ thống keo chỉ bên lái cho các bác quan sát luôn. Về chiếc Hyundai Avante là 2014 này, mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình. Nói chung là tất cả phần nhựa bên mặt tắt ly đều còn nguyên bản theo xe, lớp bọc da còn nguyên cả da. Đấy, keo chỉ của nó đây, cơ bản keo chỉ phía sau bên canh lái các bác nhé. Tất thể hệ thống keo chỉ của nó thì chưa mất phần nào cả, ngay cả những cái phần tôn hộp sàn này, cái chỗ mà va chạm trực tiếp đấy, hệ thống gọi là bùn nất đấy các bác nhé, nó còn chưa hiện tượng gì gọi là han gỉ vàng ố cả, rất đẹp luôn toàn mọi hệ thống này, từ cái thụt giảm sóc cho đến tất cả mọi thứ này, rất đều và đẹp xe luôn. Đấy, cửa tiền chỉ 248 triệu thôi, một sedan phân khúc hạng C, Hyundai Avante form dáng rất đẹp luôn, chạy rất là đầm và chắc các bác nhé, cái dòng này chạy rất là đầm và chắc luôn, và nó không lỗi vặt hỏng vặt lỗi điện như cái dòng gọi là Daewoo Lancetti hay là những dòng cũ đấy của nó nha các bác nhé. Toàn thể hệ thống gọi là cánh cửa bên lái thì tích hợp đầy đủ phím gọi là công tắc khóa tổng, tất cả các cánh lên xuống kính chắn gió này, gương kính chỉnh điện này, và nút mở cốp thì tích hợp bên tắp ly này các bác nhé. Đấy, nắp bình xăng thì nó ở dưới phần ghế lái này. Còn về keo chỉ của phần cánh lái các bác nhé, tất cả hệ thống keo chỉ nó đều còn nguyên zin nguyên bản theo xe, qua nội thất sạch sẽ tinh tươm rồi. Để các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu là mình có thể lăn bánh được luôn. Với cái giá 248 triệu là bên em bao cả rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Còn ngó cao qua một chút gọi là khoang cốp, khoang và phần tôn của tôn gầm của chiếc Hyundai Avante các bác này. Đấy, người ta sơn lớp sơn gọi là rất là dày, chống thấm và chống han gỉ rồi. Đấy, cho nên là và nó cũng không xuất hiện một chỗ nào gọi là dấu vết của hiện tượng gọi là mục mọt cả các bác nhé. Đầy đủ hệ thống lốp sơ cua và kích lốp. Đấy, gầm này được sơn lốp gầm chứ không phải lốp sơn, rất là ok luôn các bác. Nó chống va đập cực kỳ tốt luôn. Đấy, và toàn bộ hệ thống gầm của nó các bác này, toàn bộ hệ thống gầm của chiếc Hyundai Avante mà biển Hải Phòng các bác nhé. Đấy, cổ vô tất cả mọi thứ rất là sáng mà chưa hiện tượng dấu hiệu gì mục mọt cả, tuyệt vời luôn. Còn ra rất khởi động khoang động cơ chiếc Hyundai Avante là chủ quý quý triệu bạn mà các bác tiện này quan sát và lắng nghe phần khoang động cơ của nó, máy số nó như nào. Đây đầy đầu hệ thống gọi là phanh ABS và túi khí an toàn các bác nhé. Ô đô chuẩn là 13 vạn đấy ạ. Đấy, máy nổ cực kỳ êm luôn. Động cơ 1.6 đấy, dòng Hyundai Avante đấy, mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng chắc là phải khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi trên 100 km các bác nhé. Đấy, máy số này, tất cả hệ thống máy số đều còn zin nguyên bản đầu xe này. Ốc trên máy chưa ra con nào, khoang máy cực kỳ là khô ráo sạch sẽ, da mặt máy rất là sáng và đẹp luôn các bác nhé. Toàn bộ hệ thống gọi là giảm tốc bên phụ đây các bác này, những cái lỗ đinh của nó đều còn zin nguyên bản theo xe, chưa hiện tượng xuất hiện hiện tượng gò nắn bóp vào cả. Mọi thứ dần dần rất ổn áp rồi. Khoang máy thì là khô ráo, không có xuất hiện dấu vết nào nó ẩm ướt hay là nó kỳ dầu cả các bác nhé. Còn đây ủi giảm tốc bên lái các bác này, tất cả phần đầu răng ủi giảm tốc, những con ốc nắp capo đều còn zin nguyên bản theo xe. Còn hệ thống keo chỉ của nó đây các bác này, phải nói tuyệt vời luôn các bác nhé. Những cái lỗ đinh tán và lỗ kỹ thuật của nó này rất là ok luôn. Toàn bộ hệ thống keo chỉ cũng như hệ thống lỗ kỹ thuật đó đều còn nguyên bản theo xe. Đấy, còn về khoang động cơ của nó, dòng Hyundai Avante nó nổ rất là êm luôn các bác nhé. Đó, đây là phần da mặt máy của nó các bác này, cực kỳ là sáng và đẹp nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và dòng mặt máy còn nguyên zin, chưa bị ra dòng mặt máy, chưa bị làm lại mặt dần vỏ các bác. Máy rất là ok, máy nổ rất là êm luôn. Còn phần hơi thừa trước khi này Avante này các bác này, đấy, không một tí khói nào cả. Và em này áp suất máy nổ rất là khỏe luôn. Đấy, máy nổ cực kỳ khỏe luôn, áp suất trong kỳ ổn định. Đấy, cơ bản là máy nó có hở mặt sắt mang hay không thì nó phải có khói các bác nhé. Còn đâu nó không có khói hay là một vài hiện tượng dầu bắn lên do áp suất bên trong phần dầu bên máy nó quá khỏe, nó bắn lên một chút thôi thì máy cực kỳ khỏe luôn. Còn máy em này là rất là ổn định các bạn. Đấy,
thì là khoang máy khô ráo sạch sẽ, cửa tiền chỉ 248 triệu. Bên báo dù sơ hỗ trợ chuyển đang bác phải cân đối mua cho mình chiếc Vina Avante với phân khúc hạng C, form dáng mà về mặt thẩm mỹ rất là đẹp luôn, mang nước sơn màu đen, biển tư nhân Hải Phòng 15A03411, một chủ từ mới quý anh chị bạn nhé. Đấy, đời 2011, động cơ 1.6 số sàn. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như là Zalo của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Vâng, và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngay tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung An Lão Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.